Bữa cơm công đoàn là một trong những hoạt động nhằm cảm ơn người lao động trong tháng công nhân và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được nhiều công đoàn cơ sở tổ chức. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tăng thêm giá trị suất ăn, mà việc tổ chức bữa cơm công đoàn đã diễn ra phong phú, thực sự mang lại lợi ích niềm vui cho đoàn viên, người lao động. Ghi nhận tại Công ty Cổ phần TKG Techconvina, đơn vị có trên 35.000 lao động tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và đây cũng là đơn vị thứ hai trong tỉnh Đồng Nai tổ chức bữa cơm công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa nay thì khoảng 35.000 công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Techconvina đã cùng nhau trải nghiệm một bữa trưa đáng nhớ tại bữa cơm công đoàn do công ty và công đoàn phối hợp tổ chức, với thực đơn là gồm nhiều món ăn ngon dinh dưỡng và giá trị suất ăn lên tới 50.000 đồng, tăng gấp đôi so với giá trị ban hàng ngày. Trưa nay, hàng chục ngàn người lao động Công ty Cổ phần TKG Techconvina bước vào căng tin ăn trưa với tâm trạng phấn khởi, vui vẻ hơn hẳn so với ngày thường. Bởi thực đơn hôm nay có rất nhiều món ngon và đầy đủ dinh dưỡng, gồm bò hầm tiêu xanh bánh mì, cá cam kho thơm, canh khoai mỡ nấu tép, cải ngọt xào tỏi và cơm trắng. Ngoài ra, mỗi người lao động còn được thêm một phần tráng miệng gồm bánh ngọt, một quả táo, một lon nước yến. Tổng giá trị bữa ăn là 50.000 đồng mỗi suất, tăng gấp đôi so với ngày thường là 25.000 đồng. Bữa nay bữa ăn rất là hài lòng, đầy đủ các món, chay mặn ngọt thì có hết. Công nhân cũng háo hức ngày hôm nay, từ ngày hôm ra thông báo là rất là háo hức. Thấy rất là vui em. Rồi nói chung là công đoàn cũng lo cho công nhân chu đáo. Theo công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Techconvina, chương trình bữa cơm công đoàn không chỉ tăng giá trị suất ăn mà còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong đó, ban giám đốc hỗ trợ 50% kinh phí và 50% còn lại do công đoàn đóng góp. Thông qua chương trình nhằm kêu gọi sự chung tay của ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tiếp tục chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người lao động đã đồng sức, đồng lòng, đóng góp vào sự phát triển của công ty trong suốt nhiều năm qua. Ban chấp hành công đoàn chúng tôi đã đề xuất với ban giám đốc công ty để hai bên cùng phối hợp tổ chức. Thì với thực đơn 50.000 cho một bữa ăn, thì ban giám đốc công ty đã hỗ trợ 50% chi phí. Chi phí rút thăm trúng thưởng cũng được ban giám đốc công ty hỗ trợ 50%. Thì như vậy, cho bữa cơm công đoàn là một bữa ăn do doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức, càng mang ý nghĩa tốt đẹp hơn. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể mới 2024, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm của công đoàn cũng như doanh nghiệp đối với người lao động. Tại chương trình, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Techconvina đã trao tặng quà cho 35 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên có người mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 160 triệu đồng. Trao một căn nhà tình thương cho đoàn viên khó khăn về nhà ở trị giá 50 triệu đồng. Đặc biệt, tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2024 giữa ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Techconvina với 10 điểm mới bổ sung, có lợi cho người lao động so với bản thỏa ước lao động cũ. Trong khuôn khổ chương trình bữa cơm công đoàn đã diễn ra chương trình rút thăm trúng thưởng cho người lao động với một giải nhất, 95 giải nhì và 950 giải khuyến khích.